Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một sản phẩm đến từ nhà Bezos các bạn ha. Các bạn có thể thấy đây là một cái bộ để mà giữ cho cáp chúng ta không bị chạy lung tung. Cái này cũng khá cần thiết cho các bạn văn phòng các bạn ha. Khi mà chúng ta để rất nhiều dây cáp như sạc laptop này, dây máy in này, dây sạc điện thoại này, nếu mà chúng ta để trên bàn nó sẽ bị tuột xuống các bạn ha. Thì đây là một cái sản phẩm của nhà Bezos, người ta sẽ giúp chúng ta giữ lại cọng cáp này. Đây, trước khi mở hộp thì các bạn có thể thấy này các bạn nha. Đó, chúng ta sẽ có một lớp băng keo để dán cố định cái thanh này, và chúng ta sẽ có ba cái đầu này để mà giữ cọng cáp của chúng ta các bạn ha. Đây là các cái thông số của cái sản phẩm này. Đây, phía trước đây các bạn, giá là 119.000 của Bezos Việt Nam chính hãng các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ có cái 500 này các bạn, và chúng ta sẽ có cái dán này. Rồi, mình sẽ mở hộp. Sản phẩm này thì dùng khá là ok cho dân văn phòng các bạn ha. Mình cũng thấy khá là cần thiết các bạn. Đây, đây là cái miếng dán sticker rất là quen thuộc của Bezos ha. Gần như sản phẩm nào của Bezos cũng có miếng sticker này. Rồi, mình sẽ để sang một bên. Và đây là sản phẩm của chúng ta các bạn. Đây, đây, đây là miếng để mà cố định cái những cái cáp ha. Đây, mình sẽ tiếp tục mở ra. Đây các bạn, chúng ta trong bộ này thì chúng ta sẽ có ba cái miếng. Đây ạ, có ba miếng, gọi là ba thanh 500 nhỏ các bạn, để chúng ta giữ cọng cáp của chúng ta. Đây, ba miếng à, dính này các bạn. Đó, cũng khá là dính ha. Rồi, đây thì chúng ta sẽ có một lớp băng keo hai mặt này các bạn, tại vì mình đang quay ngược sáng nó hơi tối ha. Có cái lớp băng keo hai mặt này chúng ta tháo ra, chúng ta sẽ dán trên cái chỗ mà chúng ta muốn cố định các cọng dây cáp đó. Sau đó chúng ta sẽ để những cái cục 500 này lên, cục hít này lên, và nó sẽ cố định các bạn ha. Ở đây trên tay mình đây có một cái cọng cáp, mình sẽ thử đây các bạn. Đó, đây mình sẽ thử là đưa nó vào được không các bạn ha, tại vì cái này bằng nhựa khá cứng các bạn. Ồ, cũng khá là đây các bạn ha, chúng ta có thể đó. Rồi, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta đưa cọng cáp vào khá là chắc các bạn ha, khá là chắc đó. Đó, nó sẽ kẹp cọng cáp của chúng ta lại luôn. Đây các bạn thấy không ạ, nó sẽ kẹp cọng cáp của chúng ta lại luôn. Đó, khá là chắc. Di chuyển, muốn di chuyển và dùng lực các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ dán nó lên đây. Đó, để chúng ta cố định cọng cáp này. Và theo như mình để ý thì chúng ta thì nên kéo cọng cáp này nó lên chút xíu các bạn ha, chứ nếu mà chúng ta để nó xa cái đây cái này thì cái 500 nó hít nó không mạnh nữa các bạn. Đó, chúng ta phải để cọng cáp của chúng ta cái nào đầu này nè, nó gần với lại cái đây, mình sẽ làm lại các bạn ha. Đây, nó phải để như vậy thì nó mới giữ được lâu các bạn, nó sẽ giữ được chắc hơn. Để chúng ta để xa, cái lực nó kéo xuống, nó sẽ đó, nó sẽ như vậy các bạn. Khi chúng ta muốn dùng, chúng ta lấy ra chúng ta dùng ha. Đó, để như vậy thì cáp sẽ không bị rơi. Còn nếu mình gắn ở dưới này thì nó sẽ bị rơi các bạn ha. Đây, đó, di chuyển qua di chuyển lại, đó, rất là ok. Đó, đây, để một cọng nữa các bạn. Mình thấy sản phẩm này thì cũng khá là ok, dễ thương cho các bạn dân văn phòng của chúng ta. Đó, đó bạn ha. Đó, khi mà chúng ta cần lấy ra sạc, chúng ta cần gỡ ra, chúng ta cắm vào, gỡ ra, chúng ta cắm vào. Đó, rồi khi mà xài xong chúng ta lại để lại chỗ thì nó sẽ không bị chảy cái cọng cáp, chúng ta sẽ không bị rơi xuống đất các bạn ha. Rồi, thì mình thì chuyên các sản phẩm đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình sẽ để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái video trên tay các sản phẩm như vậy. Có thể không phải là nước hoa, mỹ phẩm hay đồng hồ, mà có thể những cái sản phẩm đời sống như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.